Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi buộc bình luận chiều ngày thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020 với chủ đề Sự thật về sức khỏe của Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã loan báo cho dân chúng Mỹ biết là ông bị nhiễm coronavirus dương tính vào lúc dạng sáng hôm thứ Sáu tuần vừa qua. Sau đó thì chiều thứ Sáu, ông được đưa vào bệnh viện Walter Reed Medical Center là một bệnh quân đội ở bên tiểu bang Maryland để chữa trị. À, từ hôm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và tới ngày hôm nay, à, tin tức về sức khỏe của tổng thống Donald Trump à, không có sự đồng nhất à, khiến cho à, báo chí và dư luận cũng à, hơi hoang mang. À, bằng chứng là hôm thứ bảy thì ông à, à, tránh văn phòng của tổng thống Donald Trump là ông Mark Meadows nói rằng à, tổng thống Trump à, trong vòng vài ngày sắp tới, tức là 48 tiếng đồng hồ sắp tới Uh, tình hình sẽ rất là đáng lo ngại. Ở trong khi đó thì bác sĩ riêng của Tổng thống là Swan Coley họp báo hôm thứ Bảy và họp báo hôm Chủ nhật thì bảo rằng tình hình sức khỏe Tổng thống Trump rất là khả quan. Và chính Tổng thống Trump cũng cho thấy rằng ông có những cái đoạn video clip uh, quay ngồi trong bệnh viện uh, nói chuyện với dân chúng. Uh, ông cảm ơn mọi người và ông chứng tỏ là ông đang hồi phục sức khỏe. Và chiều hôm qua là ngày Chủ nhật, uh, mùng 4 tháng 10, ông đã lên một chiếc xe đi vòng quanh trước cửa bệnh viện ở One Ridge Medical Center để chào đón những người mà chúc mừng cho ông. Thưa quý vị, tuy nhiên, bác sĩ của Tổng thống Trump là ông Sean Kelly hôm Chủ nhật ngày hôm qua, khi mà báo chí họ dồn quá thì ông phải nói rằng ông đã cố tình giấu tin Tổng thống Trump phải dùng oxygen để thở vì ông không muốn uh, tạo một cái tâm lý lo ngại và ông muốn tạo ra cái sự lạc quan cho dư luận đối với tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump. Bác sĩ Sean Kelly còn nói, ông không muốn cung cấp những tin tức mà có thể khuấy động lên những uh, tin tức về Tổng thống Trump theo cái chiều hướng đúng ra không cần thiết phải là như vậy. Và ông nhấn mạnh là chính vì như thế cho nên đã có nhiều người chê rằng ông uh, giấu sự thật và những sự thật đó đúng ra không cần phải che giấu. À, trong khi đó thì giám đốc truyền thông của tòa bạch ốc là bà Alyssa Farab nói báo chí ngày hôm qua à, bà nói rằng thực ra là bác sĩ Coley đã cố tình tạo ra một cái hình ảnh lạc quan về sức khỏe của tổng thống Trump bởi vì theo ý bà thì khi một bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân vì bác sĩ đó muốn tạo tự tin cho bệnh nhân và muốn nâng tinh thần bệnh nhân kể từ khi mà tổng thống Donald Trump vào Walter Reed National Military Medical Center ở từ bang Maryland, các bác sĩ đã cho ông dùng một số các loại thuốc sau đây. Cái loại thuốc thứ nhất là steroid dexamethasone. Loại thuốc thứ hai là remdesivir và loại thứ ba là cocktail antibody. Đây là tất cả ba loại thuốc mà cơ quan FDA tức là kiểm soát thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ chưa cho phép sử dụng, ngoại trừ những trường hợp hết sức nguy kịch đối với những bệnh nhân mà bị coronavirus. Ngay lập tức thì một số bác sĩ không nằm trong cái bộ phận lo lắng sức khỏe của tổng thống Trump, tức là không phải là những người hiện nay đang làm việc tại tòa Bạch ốc hoặc là làm việc tại bệnh viện Walter Reed Medical Center đưa ra một số nhận xét, họ bảo rằng có lẽ tổng thống Donald Trump là người đầu tiên sử dụng một lúc cả ba loại thuốc đó tức là cái loại uh, steroid dexamethasone, loại thứ hai là remdesivir và loại thứ ba là cocktail antibody. Bởi vì ba loại thuốc này chỉ dành cho những người bị bệnh nghiêm trọng mà thôi. Cho nên các bác sĩ ở bên ngoài bệnh viện và bên ngoài tại bệnh gốc thì nói rằng tin tức về phía tòa bệnh gốc đưa ra hoặc là bác sĩ Sencoli đưa ra không hẳn là đã đúng thực với cái tình hình sức khỏe của tổng thống Trump chúng ta chưa biết hư thực như thế nào. Nhưng mà các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Sun Curly thì nói rằng trong ngày hôm nay, tức là thứ hai, năm tháng 10, nếu không gì trở ngại thì họ sẽ để cho Tổng thống Trump rời khỏi bệnh viện uh, Walter Reed để trở về Tòa Bạch Ốc và tiếp tục tịnh dưỡng tại Tòa Bạch Ốc. Nhân chuyện này thì chúng ta thử tìm hiểu trong lịch sử Hoa Kỳ có bao giờ xảy ra vấn đề sức khỏe của một vị Tổng thống Mỹ mà Tòa Bạch Ốc che giấu sự thật hoặc là các bác sĩ săn sóc cho vị Tổng thống đó Che giấu sự thật với dân chúng hay không? Có. Chúng tôi xin được loan uh, hai cái trường hợp điển hình uh, trong lịch sử của nước Mỹ. Trường hợp thứ nhất xảy ra cho Tổng thống James Garfield. Ông bị ám sát và các bác sĩ của Tòa Bệnh ốc giấu sự thật và loan báo toàn là những tin tức lạc quan không đúng với tình hình của uh, Tổng thống Garfield. Uh, trong nhiều tuần lễ cho tới lúc ông uh, qua đời vào năm ông 49 tuổi, một cách tóm tắt thì thưa quý khán giả, Tổng thống James Abraham Garfield là Tổng thống thứ 20 của nước Mỹ và ông là người của Đảng Cộng Hòa. Ông uh, phục vụ nhiệm uh, kỳ Tổng thống từ tháng 4, xin lỗi quý vị, từ tháng 3 chứ, năm 1881 cho tới tháng 9 năm 1881. Vào một buổi sáng ngày mùng 2 tây tháng 7 năm 1881 thì tổng thống James Abram Garfield rời tòa nhà chính phủ liên bang tức là Executive Mansion ở Washington DC và lên xe lửa tại trạm ga Baltimore và Potomac. À, bây giờ nó là cái khu vực dành cho bảo tàng viện quốc gia của nước Mỹ ở thủ đô Washington. À, ông đến cái trạm ga đó để ông lên xe lửa về thăm nhà ở thành phố Mentor, tiểu bang Ohio. Tháp Tùng Tổng thống có một số các bộ trưởng, trong đó có bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng chiến tranh và một số viên chức cao cấp của chính phủ. Thì lúc đó có một cái tay tên là Charles Goutour, một kẻ vũ trang mắc cái chứng bệnh uh, hoang tưởng, lúc nào cũng đinh ninh nghĩ rằng mình là một nhà hùng biện của đảng Cộng Hòa. Thì tay Charles này đã phục kích ngay tại cái trạm xe lửa và dùng một khẩu súng 44 caliber pistol bắn hai phát vào ngực phía bên tay phải của Tổng thống um, Garfield. Ông được đưa vào bệnh viện chữa trị và ngay sau đó thì tất cả những tin tức của tòa Bạch ốc và của các bác sĩ chữa trị cho Tổng thống Garfield loan báo cho dân chúng đó thì chỏi nhau ghê lắm, đưa một bằng chứng. Ngày mùng 3 tháng 2, tức là chỉ có một ngày sau khi mà Tổng thống um, Garfield bị ám sát, thì tin trên tờ Washington Post mà trích lại một bản tin chính thức của Tòa Bạch Ốc chạy một hàng tựa rằng Tổng thống sống và đang hồi phục sức khỏe. Tờ báo cũng theo tin của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống nghỉ ngơi khỏe mạnh và lúc thức dậy rất tỉnh táo chắc chắn ông sẽ hồi phục. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau mà thôi thì tin tức là khác hẳn đi. Nói rằng Tổng thống uh, Garfield đột nhiên không khả quan, thậm chí còn có tin nói rằng ông có thể đã chết rồi. Và thưa quý vị, cho tới ngày mùng 6 tây tháng 7, tức là 4 ngày sau khi ông bị bắn, thì tin của tòa Bạch Cốc nói rằng Tổng thống sẽ hồi phục sớm và tờ báo Time chạy nguyên một hàng tựa trích thuật lại tin của nhân viên tòa Bạch Úc. Tờ báo Sacramento Union thì đăng một cái tin là đêm qua Tổng thống ngủ ngon giấc cho tới sáng hoàn toàn không phải thức dậy. Báo Chicago Tribune thì viết rằng Cả ngày, Tổng thống rất khỏe. Nhưng tình trạng của Tổng thống Garfield càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn, khiến cho đích thân Bộ trưởng Chiến tranh lúc bây giờ là ông Robert Todd Lincoln đành phải tuyên bố trước dân chúng Mỹ rằng The end look near có nghĩa là đã gần kề cái giai đoạn chót cuộc đời của Tổng thống. Uh, thưa quý vị, vì cái tình hình sức khỏe mà nguy ngập đến như thế, tức là ông có thể từ trần bất kỳ lúc nào. Cho nên Tòa Bạch Ốc quyết định rằng đưa Tổng thống Garfield ra một chuyến xe lửa uh, để, đi, để mà đến cái khu vực quê nhà của ông là Elbertson ở tiểu bang New Jersey vào ngày 10, mùng 6 tháng 9. Như vậy uh, tức là 3 tháng sau khi ông bị bắn. Và ông đã từ trần vào ngày 19 tháng 9 Hưởng Dương, 49 tuổi. Cái tay mà ám sát Tổng thống Garfield là tay Charles L. thì trước một phiên tòa đã gân cổ lên cãi với bồi thẩm đoàn rằng chính các bác sĩ có trách nhiệm về cái chết của Tổng thống James Garfield, chứ không phải là cái tay Charles Guto này. Nhưng mà bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định vào ngày 26 tháng riêng năm 1882 và tay Chaguto đã bị treo cổ vào ngày 30 tới tháng 6 năm 1882. Đó là trường hợp điển hình thứ nhất cho thấy rằng tòa Bạch gốc đã không nói đúng sự thật về tình hình sức khỏe của tổng thống Garfield khi ông đã bị ám sát và rất là nguy kịch. Trường hợp điển hình thứ hai trong lịch sử của nước Mỹ cũng cho thấy rằng và gốc hoàn toàn giấu nhiệm tin tức của một vị tổng thống đó là năm 1893 thì các bác sĩ đã mổ giải phẫu một cái khối u trong miệng của tổng thống Grover Cleveland. Tin này hoàn toàn không được cho dân chúng Mỹ biết. Bác sĩ à, xin lỗi quý vị tổng thống Stephen Grover Cleveland là tổng thống thứ 22 và thứ 24 của nước Mỹ tức là ông làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 22, rồi sau đó ngưng một nhiệm kỳ, ông trở lại làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 24, và ông là đảng viên của Đảng Dân Chủ. Ông từ trần vào ngày 24 tây tháng 6 năm 1908 tại Princeton, New Jersey. Ngay sau khi mà ông tuyên thệ nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 3 năm 1893, thì ông khám phá ra rằng ông có một cái vết, một cái khối u ở trong miệng thì vào tháng 6 cái khối u nó càng lúc nó càng lớn hơn các bác sĩ của ông tại tòa bạch ốc sau khi chẩn bệnh xong thì họ đi tới một kết luận đây là một cái khối u ung thư ở trong nướu răng và miệng và nếu mà không giải phẫu sớm thì có thể dẫn tới tử vong thì thưa quý vị trong cái giai đoạn đó tức là năm một 893 đó thì nước Mỹ tình hình kinh tế không có được tốt thế nào cả. Và người ta sợ rằng nền kinh tế Mỹ sẽ có nguy cơ trôi vào suy thoái. Vì vậy cho nên tổng thống Cleveland lo ngại rằng nếu cái tin tức về sức khỏe của ông là phải trải qua một cuộc giải phẫu lấy cái khối u về ung thư trong miệng ra đó thì cái tin đó sẽ làm tình hình tồi tệ hơn nếu mà dân chúng họ bị hoảng loạn. Ngay lập tức thì các bác sĩ ở Thỏa Việt Úc ngồi họp với nhau và họ đưa ra một một cái âm mưu như thế này trong cái bản tin tiếng Anh gọi là The Plot. Là kế hoạch của các bác sĩ là họ mượn một chiếc du thuyền của bạn Tổng thống Cleveland, một người đó đang sống tại New York. Họ đưa bác sĩ tới đó. Và họ nói với dư luận dân chúng rằng ô bác sĩ sẽ dùng một du thuyền đó để đi về cái biệt thự mùa hè của ông tại Cape Cod, tiểu bang Massachusetts để nghỉ mùa hè nhưng mà lúc mà di thuyền bắt đầu đi ra ngoài khơi đó, có tổng cộng là 6 bác sĩ tham dự vào cuộc giải phẫu cái khối u trong miệng của tổng thống uh, Cleveland. Thì cái vì một cái chi tiết rất là thú vị là tổng thống dặn rõ các bác sĩ này muốn làm gì thì làm mổ xẻ sao cũng được hết đó, nhưng mà chớ có đụng vào cái cái rìa mép mà đã được tỉa một cách rất là đòn dáng của tổng thống Cleveland, cái tấm hình mà bây giờ vẫn còn lưu lại cho thấy cái hình ảnh của tổng thống Cleveland có bộ rê đẹp lắm. Thì thưa quý vị ngày mùng 1 tây tháng 7 năm 1893 thì cuộc giải phẫu được một toán 6 bác sĩ thực hiện và kéo dài 90 phút trên cái du thuyền ở ngoài khơi. Các bác sĩ đã thành công trong việc lấy cái khơi khối u ung thư trong miệng tổng thống và nhổ 5 cái răng bên tay trái. Tổng thống hồi phục sức khỏe sau cuộc giải phẫu này. Nhưng mà cái tin này toàn thế dân Mỹ không ai biết gì cả. Bởi vì Tổng thống uh, Cleveland xuất hiện và ông nói chuyện là hoạt bát, giọng nói sang sảng, gương mặt của ông không có một cái điều gì cho thấy là đã có một cái sự giải phẫu khiến cho méo mó hoặc là nó không đúng với cái 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 nhân dạng của ông thì trước kia. Nhưng mà vào ngày 29 tháng 8 thì một cái phóng viên của tờ báo Philadelphia Press, phóng viên này tên là Edwards, loan cái tin của giải phẫu đó trên du thuyền, mà thậm chí phóng viên equals này còn viết rõ tên của từng bác sĩ một tham dự cuộc giải phẫu trên cái du thuyền đó. Lập tức dân chúng hoang mang lắm, đấy, bởi vì đây là một vụ ung thư và tại sao dân chúng cũng không biết gì cả. Thì uh, ngay lập tức chủ bút của tờ báo và cũng là bạn rất thân với tổng thống uh, đã vội lên tiếng chấn toàn dư luận bằng cách này nói rằng đó chẳng qua chỉ là một cái tin bác sĩ đã nhổ một cái răng của tổng thống thôi không có vấn đề gì cả và tổng thống lại xuất hiện trước công chúng lại ăn nói uh, rất là sang sảng, uh, gương mặt thì đẹp với cái bộ ria đã tỉa một cách còn đòm dáng và chủ bút của tờ báo viết một cái bài xã luận lên án cái phóng viên X một này là đã loan truyền một cái tin mà trong bản tiếng Anh gọi là cancer fake chúng tôi tạm dịch là một cái tin nhảm nhí, một cái tin sai lạc về bệnh ung thư. Tức là cái chữ fake news đã có từ năm 1893 chứ không phải là bây giờ. ký giả Echo mất hoàn toàn uy tín đối với độc giả và gần như là không được viết trên cái tờ Philadelphia Press nữa. Nhưng mà may cho ông là sau đó thì ông được giải oan vì những điều ông viết hoàn toàn đúng sự thật vào năm 1917, tức là một năm trước khi mà đề nghị thế chiến, à, đề nhất thế chiến chứ, chấm dứt. Và là 24 năm sau cuộc giải phẫu và cũng là 9 năm sau khi mà Tổng thống Cleveland qua đời vì bị nhồi máu cơ tim vào ngày 24 tháng 6 năm 1908. Thì lúc đó có một trong sáu bác sĩ đã tham dự cuộc giải phẫu trên cái du thuyền đã viết một cuốn sách. Và trong cuốn sách đó thì tả lại từ đầu tới cuối cái việc bàn trong tòa bệnh ốc như thế nào, mượn du thuyền của bạn ra sao đưa tổng thống Cleveland đi New York như thế nào, vân vân tiến hành cuộc giải phẫu 90 phút lấy những cái khối u ung thư trong răng trong miệng nhổ năm cái răng vân vân không thiếu một cái gì cả và cuốn sách đã nhấn mạnh rằng cái bản tin của ký giả Edwards thuộc tờ Philadelphia Press đó, hoàn toàn chính xác và tất cả các chi tiết đều đúng 100% À, lịch sử đã trả lại công bình cho nhà báo Edwards. Đó là chuyện của ngày xưa. Chuyện của tổng thống Garfield và tổng thống Cleveland. Còn lịch, hiện nay đó thì tin tức sức khỏe của tổng thống Donald Trump, dĩ nhiên là mọi người uh, cũng mong và cầu nguyện cho tổng thống Trump sớm hồi phục. Nhưng mà phải nói rằng uh, tất cả những lời của fit bạch ốc từ ông tránh văn phòng Mark Mudo, À, cho tới cái toán bác sĩ riêng của Tổng thống Donald Trump đó là bác sĩ Sean Coley đối chọi với nhiều quá. Khi bác sĩ Coley nói rằng có lẽ là Tổng thống Trump đã bị uh, nhiễm dương tính COVID-72 tiếng đồng hồ trước đó, tức là có thể là ngày thứ ba, có thể là ngày thứ tư, và có thể là ngày sáng sớm ngày thứ năm. Nếu mà quả tình cái tin đúng là như thế thì người ta phải xét nghiệm tất cả những người tham dự cái cuộc tranh luận tại uh, Uh, Ohio hôm 29 tây uh, vừa rồi giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden Tất cả những người tham dự phải được xét nghiệm hết Tất cả những người đi trên chiếc Air Force One từ uh, Andrew Air Force Bear để tới Ohio đều phải xét nghiệm hết Đó là ngày thứ ba Ngày thứ tư tổng thống Donald Trump đi có những cuộc vận động dân chúng tại Minnesota Rồi sau đó thì uh, ngày thứ năm Ông đi đến Westminster, tức là cái chỗ mà đánh góp câu lạc bộ riêng của ông để gặp 203 người. Có một buổi tự kỳ quỹ. Như vậy thì những người trên chiếc Marine One đi từ Tòa Bạch Ốc tới uh, Andrew F. Base từ Andrew F. Base đi tới Westminster uh, đều phải xét nghiệm hết. 203 người tham dự cuộc nói chuyện phải bị xét nghiệm. Và những người đó đã tiếp xúc với ai? Gia đình họ phải xét nghiệm, bạn bè họ phải xét nghiệm, vân vân thì cái tin của bác sĩ Coley khiến cho người ta nghĩ rằng có thể cái thời gian mà Tổng thống Trump bị nhiễm bệnh nó sớm hơn cái đêm thứ sáu mà ông Loan báo cho dân chúng Mỹ. À, và à, tham một báo chí Tòa Bệnh Úc um, Max Inani thì nói rằng bà không thể cho biết là cái thời điểm nào chính xác là Tổng thống Trump bị nhiễm Covid cả. Thành thử ra à, cái sự thật của sức khỏe Tổng thống Trump ra sao đó thì chắc có lẽ chúng ta phải chờ một vài ngày tới như cái lời của ông Mark Mudo nói là 48 tiếng đồng hồ sắp tới từ đêm thứ sáu thứ bảy chủ nhật là cái thời kỳ rất là nghiêm trọng thì hôm nay là ngày thứ hai có thể trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thì tin về sức khỏe của tổng thống Donald Trump dân chúng Mỹ sẽ biết biết một cách rõ ràng hơn. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin sáng ngày mai. Nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tuyển tập nhạc Việt Nam. Đây là công trình sưu tầm của Lê Hân do nhà xuất bản nhân ảnh phát hành. Tuyển tập nhạc Việt Nam gồm 4 tập, bao gồm hầu như không sót một bài nhạc nào của Việt Nam từ thời tiền chiến cho tới thời cận đại. Tuyển tập nhạc Việt Nam cung cấp cho độc giả nguồn tài liệu vô cùng quý giá với lời ca, nốt nhạc của các nghệ sĩ tài danh của Việt Nam từ Phạm Duy, Văn Cao, Nguyễn Thiện Tơ, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương, Văn Phụng, Trịnh Công Sơn vân vân cho đến các nghệ sĩ sáng tác thuộc thế hệ sau đang nổi tiếng trong sinh hoạt âm nhạc tại quê nhà và tại hải ngoại. Tuyển tập nhạc Việt Nam gồm 4 tập được xuất bản với hai hình thức, bìa cứng và bìa mềm, và hiện đang bán tại nhà sách Từ lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại miễn phí là 1888-204-7749 1888-204-7749 Và số điện thoại để quý uh, độc giả gọi trực tiếp vào từ lực bookstore là 714-676-8310 714-676-8310 Quý độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tulực.com. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com.